Thưa quý vị, là chúng tôi quay video gửi tới hai vị khách hàng, hai bộ tứ quý 37 1m17, dày 3,5 bằng gỗ hương đá. Hôm trước thì chúng tôi đã quay mấy mẫu luôn rồi, thì hôm nay là quay thêm cái có khách hàng lấy thêm, chúng tôi vừa mới hoàn thiện sau. Hoàn thiện sau thì bây giờ nó mới xong. Đây là bộ số 8. Đây là bộ số 8. Đấy. Chúng tôi cứ đánh số từ 1 đến 10. Mỗi lần làm 10 bộ thì mỗi mẻ nó được 10 bộ quý vị ạ. Cứ đánh đến 10 xong lại 10A, 10B. Thì đây là bộ số 8. Bộ này là bộ số 10. Đấy. Thì chúng tôi sẽ bày tiếp bộ số 10 ra cho quý vị xem. Và tiếp tục là chúng tôi đang cho thợ hoàn thiện tiếp nhiều bộ khác nữa. Đây, mới xong được hai bộ thì chúng tôi bày ra để báo cáo tới hai vị khách hàng. Đấy, đây là bộ số 10. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất tươi màu, sáng màu. Cái này chúng tôi sơn PU không màu quý vị nhỉ. Thường là chúng tôi sơn PU không màu, gỗ hương đá của nó màu rất là đẹp, vân rất là đẹp rồi, nên là chúng tôi sẽ sơn PU không màu để nó lộ rõ cái vân gỗ, đúng không ạ? Vân gỗ của nó rất là đẹp rồi, quý vị thấy không ạ? Rất nhiều vân, nhìn nó rất là đẹp, độc đáo. Giá thì rất là hợp lý rồi, có 6,8 triệu thôi. 6,8 triệu mà miễn ship toàn quốc quý vị nhá. Vân cực kỳ đẹp luôn. Miễn ship toàn quốc. 6,8 triệu cho một bộ như thế này. 37 1m17. Đó, thì còn có cái bộ thấp hơn là 37 1m07 thì nó có 6 triệu thôi. Nó cũng giống như này. Thì chỉ có là chúng tôi bỏ cái mây đi rồi, như hôm trước. Hôm trước quay rồi. Thì có vẻ cái bộ 37 1m17 này thì là nó vừa chỗ treo của nhiều nhà hơn. Bộ 37 1m07 thì nó hơi nhỏ. Đấy, bộ này thì chúng tôi sẽ sản xuất thêm rất là nhiều luôn để phục vụ quý khách. Quý khách mua thoải mái luôn. Xin trân trọng cảm ơn.